vaccine COVID-19 cứu sống 20 triệu người trong năm đầu tiên. Các chuyên gia cho biết vaccine COVID-19 đã giúp giảm gần 20 triệu ca tử vong trong năm đầu được triển khai. Nghiên cứu công bố trên tạp chí Bệnh truyền nhiễm Lancet ngày 24 tháng 6. Ước tính vaccine ngăn ngừa 19,8 triệu người tử vong. Trong thực tế, kể từ khi các nước lần lượt triển khai tiêm chủng, toàn thế giới ghi nhận hơn 3,5 triệu ca tử vong. Chúng tôi dự liệu được đây sẽ là con số lớn, nhưng không nghĩ nó lên tới 20 triệu người chỉ trong năm đầu tiên. Tiềm năng của vaccine thậm chí lớn hơn, có thể ngăn chặn thêm hàng triệu ca tử vong khác. Watson và các đồng nghiệp phát hiện nếu hoàn thành mục tiêu tiêm chủng do Tổ chức Y tế Thế giới đề ra, các nước thu nhập thấp có thể cứu sống 20% số người tử vong vì COVID-19. Để thực hiện nghiên cứu, nhóm chuyên gia đã áp dụng mô hình lây truyền COVID-19, kết hợp kiến thức đã biết về vaccine và phân tích 3 tình huống. Thế giới không có vaccine nhưng không giảm lây nhiễm và các loại vaccine hiệu quả được triển khai trong thời gian kỷ lục, điều đã diễn ra trong thực tế. Sau đó, họ lấy số ca tử vong do COVID-19 ước tính từ tình huống đầu tiên trừ đi số ca tử vong ghi nhận trong tình huống thứ 3 để xác định vaccine đã cứu sống bao nhiêu người. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu thu thập trong một khoảng thời gian là từ ngày 18 tháng 12 năm 2020 đến 8 tháng 12 năm 2021 tại 185 quốc gia và vùng lãnh thổ. Do nhiều nước chưa báo cáo đúng số ca tử vong vì COVID, các tác giả đánh giá trên thước đo gọi là tử vong vượt mức, tính toán sự khác biệt giữa số người chết thực tế và dự kiến ở một số quốc gia. Việc ước tính tỷ lệ tử vong vượt mức ở mỗi quốc gia là điều tối quan trọng trong nghiên cứu. Nó cho phép chúng tôi nắm bắt quy mô thực sự của đại dịch ở các nước thu nhập thấp. Các chuyên gia cũng đánh giá thêm những kịch bản bổ sung. Đầu tiên là điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ 92 quốc gia nằm trong COVAX có thể tiêm chủng ít nhất 20% dân số. Kịch bản thứ hai là tất cả các nước trên thế giới tiêm chủng đủ cho 40% dân số như mục tiêu mà WHO đề ra. Watson nhận định, để nâng cao tác động của vaccine COVID-19, các nước cần mở rộng quy mô cơ sở hạ tầng phân phối, củng cố niềm tin của người dân và thúc đẩy các nhà lãnh đạo chính trị chia sẻ vaccine. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.